Tuổi trẻ, ta thường đánh đổi những thứ đẹp nhất cho cái được gọi là đam mê. Vậy cho mình hỏi, đam mê của mọi người là gì? Còn đối với mình thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần một chuyến đi, một hành trình, hoặc dễ hiểu hơn là mình chỉ cần một điểm đến. Mình từng nghĩ nếu biến đam mê thành công việc để suốt ngày mình được sống chung với nó, như vậy thì có phải tốt hơn không? Nhưng mà thực tế là không. Công việc là để kiếm tiền, còn đam mê là để xả stress. Dễ hiểu là khi mệt mỏi thì mình sẽ tìm tới đam mê. Và khi mình hết mệt, anh em ta lại đâm đầu vào kiếm tiền thôi. Vậy thì hãy để đam mê là nguồn năng lượng dự phòng để khi cần á mình có cái mà sử dụng. Và đừng biến nó thành công việc, vì khi đó bạn sẽ không còn có thứ được gọi là đam mê nữa.